Ở đây có ma đấy. Quyết cùng 7 người bạn đi cắm trại trên núi. Nhóm dựng lều gần suối, sau đó đốt lửa trại. 8 người ăn nhậu đến tận 2 giờ sáng. Hôm sau dọn dẹp ra về thì không thấy thằng Huy đâu. Chết cha, tối hôm qua say quá, có khi nào nó đi lạc không? Ủa, hôm qua nó ngồi bên cạnh thằng Quyết, tao thấy hai đứa nó vào lều ngủ rồi mà. Quyết gọi điện cho Huy, đầu xe bên kia bắt máy. Mẹ mày, đi đâu mà tìm nãy giờ không thấy? Tự dưng mày chửi tao, tao ở nhà chứ đâu. Hôm qua ốm không đi được, tao nhắn tin cho mày rồi mà. 2 ngày sau, xem lại ảnh chụp, Quyết phát hiện có ông lão chọc đầu, hai mắt đỏ au và có răng nanh đang ngồi bên cạnh mình.